Khác với bóng đá nam thì bóng đá nữ Trung Quốc thực sự là một thế lực cực kỳ đáng gờm ở châu Á. Tuyển nữ Trung Quốc đương kim vô địch châu Á và chủ nhà của ASEAN 19 đã chứng tỏ sự vượt trội khi đối đầu với tuyển nữ Thái Lan ở vòng tứ kết ASEAN. Đúng như dự đoán, tuyển nữ Trung Quốc đã nắm quyền kiểm soát trận đấu ngay từ phút thứ tư bằng bàn mở tỷ số từ đường tạt của Wang Sanshan. Bàn thắng sớm giúp Trung Quốc chơi thoải mái và tạo ra nhiều cơ hội. Họ tiếp tục gia tăng cách biệt khi Hoàng Xuông ghi bàn thứ hai ở phút 41 với một pha xử lý xuất sắc. Sau giờ nghỉ, Thái Lan vẫn không thể thay đổi thế trận khi Trung Quốc tiếp tục áp đảo và ghi thêm hai bàn nữa do công của Hoàng Xuông. Phút 51 và Yang Nina, phút 80, chiến thắng 4-0 giúp tuyển nữ Trung Quốc tiến vào vòng bán kết, trong khi Thái Lan chấp nhận dừng bước mà không ghi được bàn danh dự. Trong trận bán kết còn lại, tuyển nữ Philippines gặp không ít khó khăn trước đối thủ mạnh Nhật Bản và cuối cùng thất bại.